Có rất là nhiều anh em chúng ta quan tâm về dự án Manta Network này, nhưng chúng ta lại thiếu cái kinh nghiệm ở trong thị trường này để có thể thẩm định được nó, cũng như là không biết được cái hạ tầng hay công nghệ nó chạy ở bên dưới á, là nó có tự build thật không. Thì bây giờ ở trong video này, Sang sẽ cố gắng phân tích nhanh cho các bạn để chúng ta biết được là Manta Network ngon hay dở. Rồi, hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sang LV này của mình. Thì những ai mà các bạn đã theo dõi Sang lâu rồi mà các bạn vẫn chưa subscribe thì các bạn hãy nhớ subscribe để đăng ký ở đây theo dõi được những video sớm nhất trên kênh của Sang. Và trên đây Sang cũng đã làm rất là nhiều cái video hay, cũng như là cách chúng ta có thể hiểu hơn về blockchain, cách mà thường những dự án nó build blockchain ra sao, thì các bạn có thể theo dõi thêm chuỗi video ở đây của mình để dần chúng ta có thể upgrade được cái kỹ năng cũng như là kiến thức của chúng ta trong thị trường này, thì nó cũng sẽ rất là tốt các bạn. Ok, bây giờ Sang sẽ đi vào Sang review và phân tích cho các bạn về dự án Manta Network. Ở đây là hiện tại là Sang thấy nó đang có giá là 2.5 đô. Và thằng này, đây là website của nó đây các bạn. Nhìn là các bạn sẽ thấy nó đang custom một cái lớp, và nó đã ra mắt luôn cả Pacific Mainnet, là cái mạng Manta của nó, là các bạn có thể add ở trên ví MetaMask của mình. Nhưng ở đây Sang đi sâu vào hạ tầng của nó hơn để các bạn có thể thấy được. Thì sơ bộ thì nó chỉ nói đơn giản một cái dòng về cái thằng Manta này, nó là một cái dạng multi-modular ecosystem, sử dụng cái ZK cho những ứng dụng mà chúng ta thích cái việc sử dụng Zero Knowledge Proof này, là bằng chứng không kiến thức. Thì các bạn kéo xuống, các bạn nhìn cái hình ở bên dưới đây, các bạn sẽ thấy dễ hơn là bản chất cái thằng Manta Network này nó chia ra là hai lớp để phát triển. Một cái là nó dùng cho bên EVM các bạn, dòm cái cục ở bên đây nè, nó có Ethereum ở bên dưới nè. Nó mang tính sẽ là một cái lớp ZK EVM để cho những cái hạ tầng nó có thể tích hợp vào cái thằng Manta này, hay là sử dụng các cái bridge của nó dễ hơn. Cái lớp thứ hai là nó sử dụng là Manta Atlantic, nó build ở trên cái thằng Polkadot để giúp cho những cái dự án nè, nó để là payment nè, hay các phần KYC gì đó, nó sẽ đi qua cái thằng Manta Atlantic này để đi vào Polkadot. Thì cách là nó làm như vậy. Nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy rất là hay, nhưng khi mà Sang check kỹ lại thì cái cách build của thằng này là nó thiếu cái sự đầu tư các bạn, cũng như là cái team dev của nó không chịu build ra một cái hạ tầng mới hay là cải thiện hơn so với những cái thằng khác. Mà cái cách nó làm ZK EVM này chẳng qua là nó lấy cái bộ là CDK các bạn, Polygon Chain Development Kit của thằng Polygon ở đây, để mà nó build, để nó mà nó build cho cái hạ tầng là có cái lớp ở đây để sử dụng cho ZK EVM nè. Nghĩa là nó không có tự custom lại bằng cái kiến thức nghiên cứu của nó ở trong cái lĩnh vực đó, mà nó chỉ dùng cái bộ CDK của thằng Polygon để build thôi. Và cái tiếp theo nữa là cả bên Atlantic này cũng vậy. Thay vì nó trở thành một cái lớp, nó tự build một cái mảng riêng của nó để có thể custom được cho những dự án khác, thì nó cũng dùng một cái bộ substrate của thằng Polkadot để có thể hỗ trợ cho các dự án build ở trên đây. Nhưng vấn đề chúng ta nhìn ở đây á, nếu như thay vì dự án, nếu mà mình nha, mình build một cái dạng app, đi app gì đó ở trên mạng cần tương thích EVM á, thì mình cũng sẽ không có chọn thằng Manta này. Bởi vì nếu như nó dùng cái bộ CDK của Polygon thì thôi, thì mình chọn cái hạ tầng của Polygon mình phát triển, hay mình chọn luôn cái lớp layer 2 như là Upstack hay là Arbitrum để mình phát triển. Tội gì mình phát triển ở trên đây thì không có lý do gì để mà mình chọn cái hạ tầng thằng này để build cả. Và bên Polkadot cũng vậy. Bên Polkadot hiện tại nó có rất là nhiều cái bridge hay là những cái dự án mà tương thích với EVM rồi. Mình chỉ cần dùng cái substrate của Polkadot mình build luôn là mình có thể bridge qua những cái dự án EVM rất là dễ dàng. Thì tại sao mình phải build ở trên cái thằng Manta Atlantic này? Cho nên mình thấy cách làm của thằng này thì hiện tại nó chưa tạo được cái demand thật. Đó là cái đầu tiên mình đánh giá về cái thằng này. Thì các bạn cứ vào đây, các bạn xem những cái phần hạ tầng của nó. Thậm chí các bạn check sâu về kỹ thuật, các bạn có kỹ năng các bạn check sâu lại, các bạn sẽ thấy đa số nó đều như mình nói, là nó sẽ dùng cái bộ CDK ở trên đây, nó cũng phải để thôi nè. Vậy sao nó có ý định để nó build thêm, nó nâng cấp lên không, không biết. Nhưng mà hiện tại đang dùng cái bộ CDK của thằng Polygon. Thì nếu vậy, nếu chúng ta đầu tư Manta thôi, chúng ta đầu tư Polygon với lại Dot luôn, chứ chúng ta đầu tư vào cái lớp trung gian mà nó sử dụng hai hạ tầng của thằng kia đi chi. Bây giờ Sang sẽ đi tiếp qua cái điểm thứ hai mà nhiều bạn là Sang thấy cũng rất là tung hô về nó, là cái TVL của thằng này được tăng trưởng rất nhanh. Nhưng để mình bóc tách cho các bạn xem thằng TVL này của nó đang đi từ đâu, bởi vì hiện tại nó tăng nhanh như vậy, thì mình cũng xét thử là lý do nó tăng, nó thu hút được người dùng, hay là tại sao nó TVL cao như vậy. Thì mình check vào á, mình thấy đang là TVL này của nó
nó đẩy incentive vào để nó build ảo thôi các bạn, chứ chưa phải là thật. Và số lượng developer build trên thằng Manta này mình thấy nó không nhiều nữa, thì các bạn vào đây nè, thằng LaserPunk này là cái thằng đang có TVL cao nhất của nó, thì để mình xem, các bạn vào là các bạn sẽ check được xem cái TVL đó đến từ đâu thôi. Ở trên thằng này là hiện tại nó đang có ba cái network nè, Lightning, Tron, Manta. Bây giờ các bạn vào từng thằng các bạn xem là các bạn sẽ biết ngay. Tất nhiên khi để ba network này là network Manta, nó sẽ mang tính chất là nó sẽ nằm nhiều TVL nhất rồi. Nhưng mà vấn đề là thằng LaserPunk này tại sao khi nó ra mắt ở trên những hạ tầng kia, các bạn thấy nè, cái market nè, cái mức độ TVL của nó có vài triệu thôi, thậm chí trên thằng Strong cũng vậy. Nhưng lý do gì ở trên Manta, một cái thằng mạng network khá là mới, mà nó lại có cái lượng TVL như vậy? Thậm chí nếu như các bạn check qua thằng thứ hai, bạn check qua tiếp cái thằng Sobill thì nó cũng y chang như vậy thôi các bạn. Sobill ở đây thống kê là 60+ triệu TVL nè, nhưng các bạn vào các bạn xem nhiều mạng lưới của nó, nhưng cũng chỉ có trên mạng Manta là nó có số lượng TVL như vậy thôi. Những thằng khác đều không có được cái TVL như vậy. Vì nhiều bạn, các bạn mới á, các bạn chưa rõ về cái TVL này. Nếu ví dụ Sang có một cái DApp, Sang có trên mạng BC là số lượng TVL rất là nhiều, và Sang muốn câu kéo dòng tiền ở bên cái mạng khác, thì Sang bắt đầu build một cái network ở bên cái mạng đó để hút cái dòng tiền, thì rõ ràng nó sẽ có cái sự cân đối và nó không lệch dòng tiền ở bên những cái mạng như vậy nó quá nhiều. Còn đây nếu như các bạn thấy là ví dụ thằng Clay này đi, đây cái lượng borrow và total supply của nó ở trên cái thằng Subill này nó không nhiều. Và tiếp theo là các bạn cũng thấy bên cái thằng WeMix nè, nó cũng đâu có nhiều đâu các bạn. Nhưng ở bên đây là các bạn thấy sự chênh lệch quá lớn. Có nghĩa là bản thân nội tại của thằng Subill này nó không phải là cái nơi hút TBL, mà TBL nó chỉ nằm ở trên cái mạng này thôi. Có nghĩa là cái mạng này nó đang đưa ra một cái incentive gì đó để nó build được cái lượng TBL lớn như vậy. Và chúng ta sẽ đi check qua cái bước tiếp theo là các bạn sẽ thấy ngay. Trước khi đi đến phần tiếp theo thì các bạn hãy dừng lại ở đây 2 giây để có thể like video này. Và cũng như những ai mà các bạn quan tâm, các bạn muốn cập nhật nhanh những thông tin ở trên thị trường crypto và những dự án mà Sang phân tích ở đây, thì các bạn hãy nhớ subscribe kênh và nhấn nút cái chuông ở đây để theo dõi được kênh của Sang một cách sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Là nếu như các bạn vào trong cái trang web của nó nha, ở đây mình vào thử, ở đây các bạn có thể nhấp vào đây, là nó đang kích cầu người dùng để tạo ra lượng TBL. Nhìn chúng ta sẽ thấy có vẻ là uy tín, nhưng thực ra là nó sẽ không bình ổn trong lâu dài các bạn. Thì đây, nó sẽ cho các bạn về cái phần mà invite code, như đây Sang bấm connect Twitter là các bạn sẽ thấy vào trong, các bạn sẽ thấy dễ hơn. Mày qua con trang web của nó, nhấp vào cái phần mà mình cho các bạn xem á, và kết nối với ví MetaMask là các bạn sẽ thấy thôi. Rồi ở đây là cái phần để follow Twitter của nó nè, nhưng mà đây là cái phần check reward. Đây các bạn, đây là cái program của nó nè. Nó sẽ đưa ra cái invite code để thu hút người dùng, cũng như là những cái người mà leader hay là những cái người mà có cái cộng đồng lớn á, họ đẩy cái đồng này ra để tạo được cái lượng AirDrop á, thì khi những cái người đó deposit cái số lượng ETH vào để nhận AirDrop á, thì nó sẽ tăng được cái TBL cho cái hệ này. Đây, khi một ETH được deposit nè, khi mà vô invite, nghĩa là nếu như mà mình mời các bạn á, để các bạn deposit cái lượng ETH vào, các bạn nhận cái AirDrop của thằng này, thì mình sẽ nhận được khoảng 4 mảnh của cái hộp nè, và khoảng 16% những cái mảnh hộp mà các bạn nhận được, ví dụ vậy. Và các bạn có thể đọc thêm ở dưới đây. Đó, thì nó tạo ra một cái mini game về AirDrop như vậy. Và các bạn có thể nhấp qua chỗ này các bạn xem. Đây là những cái leader đã mời. Và mình check nhanh thêm cho các bạn ở trên dữ liệu on-chain nữa, là các bạn sẽ thấy được là số lượng hoạt động ở trên mạng lưới này đây. Thì đa số cái phần để người ta tương tác với cái mạng lưới này và cái số lượng ETH sử dụng trên bridge hay là deposit vào của người dùng á, nó đều đến từ cái dạng AirDrop của thằng này đi ra. Cho nên TBL ở đây á, nào nếu như các bạn đánh giá cái hệ này nó đang mạnh dần lên, nó là nó không đúng. Bởi vì nó chỉ mang tính là nhất thời thôi, và nó không bền vững, cũng như số lượng developer trên hệ này là nó chưa có gì hết các bạn. Qua bên cái tab link đây, cái số liệu các bạn nhìn sẽ đẹp nha, nhưng nếu mà các bạn nhìn xuống đồ thị đây, các bạn sẽ thấy cái cách build không bền vững đó. Các bạn nhìn vào đồ thị là các bạn thấy rồi, nó tăng nhanh một thời điểm và nó đạt đỉnh nè, nhưng mà sau đó các bạn thấy nè, cái hệ nó cứ lẹt đẹt
là đâu có ai sử dụng cái hệ này nhiều sau khi họ đã nhận được cái incentive từ cái hệ đó đâu. Và cả những số liệu khác các bạn nhìn đây, attack amount nè, bên đây daily user nè, đều giảm đều theo thời gian luôn. Cho nên nếu như các bạn nhìn vào TBL để các bạn đầu tư cho dự án này thì mình thấy khá là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đi qua thử cái tokenomics của thằng này nha. Là cái cuối cùng mà mình muốn cho các bạn xem là bây giờ nó có 1 tỷ cái đồng token Manta này. Và sự phân bổ của nó ở đây là các bạn có thể nhìn vào trong cái bảng ở bên dưới. Chúng ta sẽ thấy được nó chia ra là public investor, strategic, rồi institution investor, Europe, các thứ. Và nằm foundation ở đây, advisor và team thì nó chiếm khá nhiều phần trăm các bạn. Đa số là bên investor và team đội ngũ của nó chiếm thôi. Lên tới 6-70% rồi, các phần khác nữa là cho phần treasury và cộng đồng thì nó không có nhiều các bạn. Europe thì ở đây nó chỉ có vài phần trăm thôi, dùng cho phần incentive đó khoảng 50 triệu. Và mở khóa của nó cho những cái vòng private hay strategic của nó khá là ngắn nữa, chỉ có 12 tháng thôi. Khả năng là thằng này đang muốn đẩy cái lượng token ra để kiếm lợi nhuận ở khu vực mùa uptrend khoảng 12 tháng tới, khoảng cuối 2024 và đầu 2025. Khả năng là như vậy, cho nên nó mới có cái sự unlock sớm. Và cái phần distribution các bạn nhìn là các bạn cũng sẽ thấy chỉ trong vòng 1 năm thôi, đến khoảng cuối 2024 hoặc đầu 2025 thôi là nó ra hết nửa tỷ token rồi các bạn, 500 triệu token phân bổ bên ngoài thị trường. Và với một cái đồng token như vậy thì nếu mà các bạn thật sự các bạn quyết định đầu tư ở vùng giá này á, thì mình đánh giá là khá là nguy hiểm. Như ban đầu mình đã nói rồi, về hạ tầng nó đâu có build gì đâu. Team của nó không hề nghiên cứu và tạo ra một cái dạng hướng đi mới ở trong cái mạng EVM hay là cái hướng đi mới để người ta tương tác với mạng Polkadot, để buộc người ta phải sử dụng cái mạng của nó. Mà nó chỉ sử dụng cái bộ framework để build nhanh được một dự án như thế này. Mình nghĩ là nhằm để get lợi nhuận thôi. Và số tiền nó gọi vốn được khả năng là dùng để đỡ giá cho token, để build nó đi trong lâu dài, để thu được cái lợi nhuận cho dự án. Nên nếu mà các bạn đầu tư thằng này thì các bạn nên đầu tư ngắn thôi, hoặc là các bạn đợi cái vùng giá của nó thấp hơn. Mình nghĩ mức giá 2.5 đô này nó vẫn là quá cao sau những gì mà mình phân tích. Với mức giá này thì thà mình bỏ tiền mình đầu tư luôn Polygon hay mình đầu tư Dot thì nó yên tâm hơn trong dài hạn. Chứ tội gì mình đầu tư cái dự án Manta Network này làm gì. Nếu như các bạn may mắn MM nó đẩy giá ngay thì các bạn vẫn có tỷ lệ là các bạn x2 được. Nhưng nếu không may tụi nó muốn xả ra vùng giá này để ổn định, để giữ lại được cái thanh khoản, thì các bạn vẫn có tỷ lệ là các bạn bị chia 2, chia 3 là bình thường. Cho nên đối với một cái đồng giá như thế này mình đánh giá vẫn là cao so với hạ tầng mà nó đang build. Nên các bạn cần cân nhắc cẩn thận trước khi các bạn quyết định đầu tư cái đồng này. Và như vậy là Sang cũng đã phân tích đầy đủ cho các bạn về dự án Manta Network này, về cái đồng token của nó ngon hay dở, thì mình nghĩ các bạn cũng đã tự có được cái ý kiến riêng cho mình, có được cái suy nghĩ riêng cho mình. Hoặc nếu những bạn nào chúng ta vẫn có ý kiến khác thì các bạn có thể comment ở bên dưới để cho Sang biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.